Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay sẽ là một chủ đề nữa về điêu khắc và phun môi. Nói về môi trước đi ha. Thì hôm nay mọi người có thấy cái môi của Vân có cái màu gì không? Và bị cái gì không? Hôm bữa Vân mới được cô giáo Vân Vân làm mẫu cho cô giáo Vân để thi cái master đó, master về phun xăm á. Thì Vân làm mẫu cho cô giáo ghi của Vân hôm bữa thứ thứ mấy ta, hình như là thứ thứ năm xong thì thứ sáu là bắt đầu bong ra. Thì hôm nay là thứ bảy rồi, cái môi của Vân thì thứ sáu là nó bong ra, thì qua buổi sáng thứ bảy là bắt đầu nó bị như thế này nè. Thì Vân sẽ giải thích về cái vấn đề này nha. Không phải ai phun môi đều bị như Vân, có nghĩa là do cơ bản cơ địa của mỗi người á, chúng ta sẽ có con virus herpes gì đó, HP á, gọi là HP đi. Thì nếu như ai mà có con virus đó thì khi mà mình phun môi á, nó sẽ từ cái vết thương của môi nó trồi lên. Là Vân là người bị cái đó. Thì cách đây 3 4 năm á, là Vân đã phun môi rồi và Vân cũng bị như vậy luôn. Và khi mà sau 3 tháng dặm môi lại, Vân cũng bị như vậy luôn. Và Vân còn cả cái hình đăng trên Facebook, thì cái lúc đó là Vân bị cái đó là Vân đi Thái Lan. Bị hai bên như thế này nè, hai bên đây nè, bên này như bên đây nè đó. Thì lúc mà Vân bị cái đó thì Vân phun ở chỗ đó, người ta cũng không có nói Vân là nếu mà bị cái đó thì sẽ mình phải làm thế nào, mà mình phải mua cái gì để thoa. Cứ nghĩ là bị cái đó là do mình bị lỡ môi, mình không có vệ sinh kỹ, mình bị lỡ môi, và cứ nghĩ là chắc do cái mực ở đó bị như vậy. Nhưng mà không phải như vậy đâu các bạn, do tùy người có cái đó và có người không có bị cái đó luôn. Là Vân bị Vân bị. Thì hôm nay Vân sẽ hướng dẫn cách vệ sinh môi khi mà mình phun phun môi, và nếu mà bị cái trường hợp này thì mình xài cái gì và mình làm như thế nào, mình uống cái gì, ăn cái gì để cho nó hạn chế bớt. Thì hôm nay Vân sẽ nói về cái vấn đề đó. Đầu tiên thì khi mà phun xong á, là lúc mà Vân phun là Vân không có thoa tê luôn, có ủ tê lúc đầu thôi. Ủ tê lúc đầu, khi mà phun cái lớp đầu xong thì nó cũng bớt cái tê ủ rồi á, thì mình phải thoa cái tê lên mỗi khi mà mình phun một lớp. Phun tệ nhất cũng phải là nhanh nhất là 2 lớp, còn lâu hơn là 3 4 lớp. Thì cô giáo của Vân chỉ làm 2 lớp cho Vân thôi là đã lên màu rồi. Thì cái lần phun thứ nhất và lần phun thứ hai đó, thì cô giáo Vân có hỏi là có muốn thoa tê hay không. Thì Vân nói là thôi thử thử coi cái cảm giác đau như thế nào, mà thật sự là đau nhưng mà đau chịu được. Và mỗi lần đau là Vân làm như thế này nào. Vân lấy cái tay á, cái tay của mình, Vân bấm vô cái thịt của mình như thế này nè, bấm như thế này nè các bạn, để cho mình quên đi cái cảm giác đau ở môi, mà mình đau ở chỗ này đến nỗi mà về nhà bị hở, bị đỏ 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 mấy cái, tại vì Vân làm cái nail nó hơi nhọn á, nó hơi như thế này nè, khi mà Vân bấu vô á nó đỏ, nhưng mà qua ngày hôm sau là nó hết. Thì nên Vân làm như thế. Nhưng mà thật ra khi mà Vân không thoa tê như thế á, thì Vân cảm nhận được cái đường kim mà cô đi vào môi nó rất là đều. Vân cảm nhận được cái đường kim nó tốt hơn. Vân muốn như vậy để Vân cảm được. Và cái thứ hai á, là Vân biết được những cái môi mình á, trên cái môi mình cái vị trí nào là đau nhất, và cái vị trí mà đau nhất là cái vị trí này các bạn. Đây là cái vị trí đau nhất, 1 2 3 đó. Còn những cái vị trí mà ít đau nhất là những cái vị trí ở mép môi, những cái mép môi là nó ít đau nhất.
và nó lên màu cũng chậm hơn. Chỗ này nó cũng lên màu chậm đó các bạn. Thì những cái chỗ mà lên màu chậm thì mình phải đánh nhiều cho nên nó sẽ càng đau hơn. Nhưng mà nỗi đau đó nó chịu đựng được, Vân chịu đựng được. Thì hôm nay thứ bảy, Vân cũng gặp được một cái chị khách rất là dễ thương luôn. Và chị cũng là một người đầu tiên đi đến để được làm đẹp về phun xăm. Thì hôm nay Vân làm cho chị combo chân mày và môi luôn. Thì chân mày là đầu tiên là nghĩ là chị khắc thôi, nhưng mà tại vì cái lông chân mày của chị á nó thưa lắm và nó mỏng lắm, cho nên là khi mà nâng cái đường khung lên thì cái đuôi nó mất luôn. Thế là Vân phải shading cái đuôi và tán nhẹ lên phần chân mày cho chị luôn. Và khi làm chân mày xong thì chị cảm thấy là ok, không có đau. Thế là chị muốn làm môi luôn. Và Vân cũng làm môi cho chị luôn. Và khi mà làm môi, Vân cũng có ủ tê cho chị. Nhưng mà khi mà ủ tê xong á, thì Vân phớt một lớp trước để thoa cái tê 3 phút lên á, cái thoa cái tê hở đó. Thì chị không thoa tê giống như Vân luôn. Chị rất là giỏi luôn, chị rất là dễ thương. Chị nói là chị chịu được. Vân biết là chị cũng đau, tại vì mình đã trải qua rồi. Mình cũng cảm thấy thương khách của mình lắm. Mình cũng sợ đau, mình cứ hỏi hoài, chị ơi chị đau không? Để mình thoa tê. Nhưng mà thật sự nếu như chịu được cái đau đó thì một lát nữa khi mà phun xong là mình sẽ hết đau ngay. Còn nếu không chịu được mà muốn thoa cái tê hở lên á, thì một lát nữa hồi là sẽ đau còn hơn nữa, và cái đau đó nó sẽ giữ lại lâu hơn tí xíu. Cho nên nếu mình chịu đau được á thì mình đừng thoa tê, mình cứ để như thế mà phun. Tại vì nó đau, với cảm giác nó đau thoáng qua tí xíu là hết, thoáng qua tí xíu là hết. Cho nên mình nghĩ là chịu đau được. Và tiếp theo nữa là khi mà phun xong á thì mình sẽ có một cái môi nó hơi căng mọng tí xíu, trong vòng khoảng 2-3 tiếng thì nó sẽ dịu lại, nó sẽ dịu lại ha. Qua ngày hôm sau thì không còn sưng luôn, và bắt đầu là mình cảm giác như cái môi mình nó có một cái lớp mỡ, một cái lớp mỡ mà khi mà mình ăn ăn phở bò đó, nó có cái lớp béo, cảm giác như nó dính lên cái môi vậy, nó hơi khó chịu tí xíu. Và mình nhớ là lúc nào cũng phải vệ sinh môi khi mà ăn xong một cái gì đó mình phải vệ sinh môi ngay. Đầu tiên là mình sẽ rửa bằng nước sạch, sau đó thì mình sẽ mua cái nước muối natri chlorhydric này nè để mình vệ sinh cho nó sạch hơn. Và sau đó mình sẽ thoa một lớp aftercare hoặc là vaseline lên, một cái lớp lên để cho cái môi mình nó cảm giác nó nhẹ nhàng hơn. Tại vì khi mà phun xong thì cái lớp mà nó lớp vảy mà sắp bong tróc á, nó sẽ cảm giác là nó hơi tức cái môi á, cho nên thoa cái đó lên thì nó sẽ nhẹ hơn, làm cho cái môi mình nó nhẹ nhàng hơn. Thì bây giờ Vân sẽ hướng dẫn cả nhà cách vệ sinh môi sau khi mà mình phun môi và mình ăn uống này kia. Thì cứ ăn thoải mái thôi, nhưng mà kỹ tí xíu, hở miệng to tí xíu bỏ vô cho nó đừng có đụng cái môi nhiều ha. Tại vì khi mà phun xong thì nó là một cái vết thương, thì mình đụng vô nó cũng hơi khó chịu. Bây giờ thì vệ sinh môi, Vân sẽ chùi đi cái dưỡng của Vân để Vân vệ sinh môi cho mọi người xem nha. Đây cái môi của Vân nè, cái màu lên rất là nhẹ nhàng cả nhà ơi. Đó, các bạn thấy không? Thì tại sao phải phun môi như vậy? Cái thứ nhất là cái môi, những cái người nên phun môi là những cái người bị thâm môi. Thâm môi có nghĩa là cái môi mình nó bị những cái vùng đen đen á, nó hơi xám xám đen đen á, gọi là môi chì á các bạn. Thì mình nên phun môi thì sẽ làm cho cái môi mình nó trong hơn, và nó có một cái màu nhẹ nhẹ lên. Nhìn cái mặt mình nó sẽ rất là tươi tắn khi mà mình ở nhà mình không có thoa son. Và tiếp theo những người đó nữa là những người mà bị môi tái, môi mà không hề có một cái lớp màu gì luôn, nhìn cái môi lúc nào cũng trắng bệch ra. Khi mà không make up là nhìn cái mặt á rất
rất là nhìn giống như là bị ốm, mới bị ốm vậy đó. Nó trắng bệch ra, nhìn nó không có sức sống. Đó thì mình nên phun môi thì nhìn lúc nào cái môi mình nó cũng có một chút ửng hồng như thế, nhìn nó sẽ rất là tươi tắn, mọi người thấy không? Rồi bây giờ thì mình nên có một cái miếng khăn bông tẩy trang ha, và tiếp theo là một cái chai nước muối sinh lý như thế này. Nên lúc nào là Vân cũng có cái này, và cái này trong cái túi của Vân á, túi xách á. Và cách vệ sinh như là như thế này, mình sẽ để cái bông tăm ở dưới môi mình như thế này, và mình nhỏ tới đâu thì mình chùi tới đó. Vân chùi lên cái vết thương của Vân luôn, và mình cho tí xíu nước hãy sinh ở trong môi. Rồi bây giờ là môi đã sạch, tiếp theo đó là mình sẽ thoa cái này khi mà mình bị cái con virus HP đó và nó làm cho môi mình như thế này, thì mình sẽ mua cái tiếp này về và thoa. Mọi người có thể chụp hình lại ha. Đây, cái tên của nó Aciclovir. Cái tiếp nó bé bé xinh xinh như thế này đây. Và bây giờ Vân sẽ thoa cái này lên cái chỗ mà Vân bị ha. Mình sẽ lấy một ít thôi. Vân bị ba chỗ luôn. Bên này rồi, đầu này sạch thì mình sẽ thoa tiếp cái vaseline lên ha. Đây cái hũ vaseline của Vân xài gần hết luôn rồi nè. Tối nào cũng vậy, Vân dù là không làm gì hết, tối trước khi ngủ là Vân đắp một cái lớp mặt nạ vaseline này lên môi, thì sáng ngủ dậy cái môi lúc nào nó cũng không không có bị khô á, nó căng mọng á. Nhưng tập thói quen cho mình như vậy luôn rồi. Thật ra thì hồi nãy Vân đã review rồi, nhưng mà tại vì cái clip đó nó bị trục trặc cho nên là Vân phải quay lại, cho nên hồi nãy Vân có chùi đi là bà làm lại cho mọi người xem. Rồi đó là cách dưỡng môi của Vân ha. Thì thường thường nếu mà phun xong á là cái môi của chúng ta sẽ bị tình trạng là khô nhiều hơn nữa, cho nên về cái vấn đề dưỡng sẽ càng cần thiết hơn nữa. Và trong thời gian đầu Vân khuyên mọi người là nên sử dụng son dưỡng thôi. Bất quá nếu mà mình phải đi tiệc cưới này kia thì mình hãy xài son, còn không á mình cứ sử dụng son dưỡng, tại vì môi mình đã có màu rồi, mình thoa cái lớp dưỡng lên là nhìn cái môi mình rất là tươi tắn rồi nha. Rồi tiếp theo Vân sẽ nói về chân mày. Thì chân mày của Vân lúc lúc đầu những cái video clip trước Vân cũng đã giới thiệu với mọi người là Vân đã điêu khắc rồi, và cũng được cô giáo Vân điêu khắc. Thì hôm cách đây 4 ngày Vân đã được cô dặm dặm cái chân mày lại, và chân mày Vân hiện giờ là có những cái vị trí đã lột rồi và những cái vị trí chưa có bong ra. Những cái vị trí bong ra là những cái vị trí nó nhạt nhạt như thế này nè các bạn, còn chưa bong là nó đậm như thế này, mọi người thấy ha. Đó thì cách mà mình vệ sinh chân mày khi mà điêu khắc là như thế này. Mọi người nên tránh dùng những cái sữa rửa mặt nè, hay là những cái mỹ phẩm vào cái chân mày. Có nghĩa là mình thoa sữa rửa mặt xung quanh thôi,
rồi mình rửa xung quanh ra, né cái chân mày ra đến và né luôn cả những cái mỹ phẩm dưỡng da hay là make up. Và đợi khi nào chân mày chúng ta bong ra hẳn rồi á thì chúng ta mới bắt đầu là xâm lấn đó. Chứ bây giờ khi mà điêu khắc xong thì nên tránh, tại vì những cái đó sẽ làm cho cái màu mực của chúng ta nó bị không có ra đúng cái màu mong muốn. Và khi mà mình và không có nên né nước nha, tại vì cái nước đó sẽ làm cho cái chân mày chúng ta mau bong hơn, mau bong hơn. Và nhớ đừng có lấy tay khựi 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 đó, phải giữ cái chân mày như thế đến khi nó tự bong ra chứ đừng có khựi ra. Và trong thời gian đó chúng ta cũng có thể thoa một lớp Vaseline mỏng để cho cái chân mày mình nó không có bị ngứa. Khi mà nó đang trong thời gian bong nó sẽ có cảm giác ngứa và khô, mình thoa một cái lớp mỏng lên. Và chương trình review về phun môi và điêu khắc tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái review sắp tới. Nếu như mọi người có muốn Vân tư vấn hay là chia sẻ thêm một cái bí quyết nào thì cứ cầm lên phía dưới, Vân sẽ xem và cố gắng dành một cái thời gian để làm cái review đó. Và mọi người nhớ subscribe kênh của Vân và đăng ký phía dưới, nhớ nhấn cái chuông như những cái chuông để cái chuông đó sẽ thông báo mỗi khi mà Vân ra một cái video clip mới nha. Thì chị bạn của Vân hồi hồi chiều khi mà Vân Vân làm chân mày cho bạn của chị thì chị cũng đã dặn dò Vân, thì Vân cũng nhắc nhở mọi người theo cái ý mong muốn của chị. Nhớ nhấn cái chuông nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và thật ý nghĩa nha. Xin chào.